Chào các bạn nhé. Đây là một cái máy lọc không khí kiêm bù ẩm của hãng Panasonic, nội địa Nhật nhé mọi người nhé. Nhưng con máy này thì khách bảo là đã đổi điện. Và cái lỗi hôm nay mình sửa ấy, thấy khách thông báo ấy, là đang chạy không có mùi khét, thế là nó không vào điện nữa. Mình thì vừa mới kiếm điện qua thì nó có dòng ăn, 4 mấy W ấy, nhưng mà không lên gì cả. Nên bây giờ mình sẽ tháo ra xem hỏng hóc như nào nhé. Tóm lại là nó là một cái máy lọc không khí này kiêm bù ẩm của nội địa Nhật nhé, và đã được đổi điện rồi, để xem người thợ trước họ đổi bằng biến áp hay là đổi bằng tụ điện nhé. Các bạn chờ mình tháo ra nhé. Máy này khách bây giờ hiện tại là đang mục đích dùng đó là vừa lọc vừa bù ẩm, tức là họ chạy điều hòa thì cái cục này họ sẽ thay, như mình nhà mình cũng thế, và thay con Pikachu bù ẩm trong phòng mà có điều hòa đấy các bạn ạ. Nhà mình cũng hiện tại cũng đang dùng như vậy. Nó bù ẩm là để chế độ auto ấy, thì là cái độ ẩm trong phòng đạt đến ok thì nó sẽ dừng, còn đâu mà thấp ấy thì nó sẽ tự chạy. Nó không như con Pikachu là chúng ta có xịt mạnh hay phù hợp cụt mạnh hay không thì là do người từ cài đặt. Ngày xưa dùng Pikachu đến về gần về sáng điều hòa nó chạy công suất nhỏ ấy. Cuối cùng ấy là trong phòng đến cái vị trí con Pikachu nó ướt sũng luôn, bởi vì là độ ẩm quá nhiều mọi người ạ. Còn con này thì nó sẽ không làm như thế đâu, nó sẽ đo được cái độ ẩm trong môi trường để nó có thể chạy hay không. Chờ mình tháo nhá, mình chưa biết cách tháo. Đây là nó có cái khay nước vào đây này, và khi bù ẩm ấy thì cái này nó sẽ quay, cái này nó quay thì làm cho cái xốp này nó ướt, sau đó là gió được hút từ bên ngoài, từ bên lưới lọc bên kia đi vào đây, sau đi theo cái này để đi lên, để đi thổi lên trời, như vậy là gió sẽ được hơi được hút qua hơi ẩm, được chạy được thổi qua hơi ẩm, do đó nó sẽ làm cho trong phòng chúng ta sẽ có hơi ẩm đấy mọi người nhé. Nó thiết kế như vậy. Đây là cái hệ thống gió lọc, hệ thống lọc này, lưới lọc mình thấy rất là sạch luôn. Lưới lọc đây nhé mọi người này. Tháo được cái lắp này ra, mùi rất khét luôn, mùi khét như cháy mạch thật các bạn ạ. Nhưng mà chưa nhìn thấy cái tụ hay là cái biến áp đổi điện đâu các bạn ạ. Đổi điện thì đổi bằng biến áp là an toàn nhất. Và biến áp thì ví dụ như con này công suất là 60W chẳng hạn, thì chúng ta kiếm cái bộ điện chịu tầm khoảng trên đấy 100W thì ok các bạn ạ. Nó phải dư tải một chút các bạn. Còn đổi bằng tụ ở nhà giá rẻ thôi, tụ phải xịn, nhưng tụ con thua đó các bạn ạ. Khuyên mọi người lên đổi bằng biến áp là an toàn nhất. Sẽ tìm cái vị trí lắp ấy. Đây chắc phải lắp mà tháo cái vỏ đằng sau ra rồi thì mới ra được các bạn ạ. Tháo này thì cái đồ này thì làm gì có cái hướng dẫn tháo đâu, cứ thế mà thấy ốc là tháo rồi các bạn. Đây rồi các bạn ạ. Sau khi nó có rất nhiều con ốc phía dưới đáy, mình tháo con ốc phía dưới đáy ra thì mình thấy ở đây có một cái viên áp là thợ đổi cuốn vào nắp trong này, nhưng cái viên áp này đang cực kỳ khét lẹt luôn và thấy có nước, như vậy là khả năng là như là cái trong quá trình nó nằm phía dưới đáy của cái này, mà trong quá trình cái nguồn nước này nó quay này, nó sẵn nó đổ rõ nước xuống đây nó bị chập hay sao ấy các bạn ạ. Nên tí nữa mà xử lý được thì phải làm sao được phải cái bộ đồ điện phải ở vị trí khác. Như vậy là cứ có nước là có vấn đề nhé, điện và nước gần nhau là có sự cố đấy các bạn ạ. Đây này, chúng ta sẽ thấy này, nước nó lên nó sẽ rỉ hết cái ốc này luôn, không biết mọi người có nhìn được không. Chúng ta sẽ thấy cái ốc này, cái hơi ẩm nước nó vẫn còn đây này, rỉ hết rồi luôn. Như vậy là hơi nước đã bốc vào trong này và đó làm hỏng cái biến áp đổi điện các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lập bên kia mình tháo ra cho chúng ta tham khảo cho nó cháy như nào nhá. Con này mình thấy nó ghi là 159W nhá mọi người nhá. Đây là cố gắng không tháo hết ra mà để như này cho có xử lý được không. Tháo ra nó lằng nhằng lắm các bạn. Ờ, 100V này, 59W này mọi người nhá. Không rõ là nước vào hay là tự hỏng thì mình cũng không rõ, nhưng mà mình thấy tháo ra thấy có một chút nước ở đây, rất là bé luôn. Đây đã cháy rồi này các bạn ạ, thả là có mùi khét mà. Như vậy là chỉ ghi là bộ đổi điện 100
110 100V 80W. Như vậy là 59W là cái người thợ trước, người đổi điện họ đã lắp một cái bộ đổi điện là chỉ là 80W thôi thì cũng được, nhưng mà nó đã cơ sở sản xuất biến áp Thịnh Vượng này, 0 này, 100 này, 220 này. Đó, nhưng nó đã bị cháy rồi, két lẹt lên mà chúng ta sẽ thấy này. Nhưng mà mình sờ cảm giác như là đúng là có nước thật. Các bạn có nước nó om vào đấy, nhưng con này bây giờ giải pháp để ấy nó thì thử chuyển lên phía trên không? Mình có một cái biến áp khác mình sẽ chuyển lên phía trên. Đấy nha, để mình kiếm là lấy biến áp đã. Biến áp của mình biến áp vuông chưa, không phải biến áp xuyến như này. Cái biến áp này mình thấy nó to hơn con này, khả năng nó ra được khoảng 100W các bạn ạ, nên lắp vào sẽ ok lắm mọi người nhá. Thực tế là mình cũng không có bộ đổi điện đâu, mà chẳng qua là trong kho của mình nhớ là mình có một cái bộ đổi điện này mình vứt trong đấy lâu rồi. Bộ đổi điện nó trong hộp này này, cho thiết bị điện 110 lâu cực kỳ rồi. Và mình có check trên thị trường mà cái bộ đổi điện từ 220 ra 100V là tầm 80W này, trên thị trường nó bán cái biến áp xuyến này nó rơi vào tầm khoảng 155.000 cho đến đấy. Mình thấy một số web nó bán như thế trên Super các bạn ạ. Nhưng cái con này ngày xưa chắc là ổn hơn rất là nhiều, nó lâu rồi và mình thấy sợi dây rất tốt luôn, nên có lẽ mình sẽ dùng con này sẽ ngon lành. Nhưng cái vấn đề bây giờ mình sẽ không để ở đây nữa, mà mình sẽ phải để vị trí chỗ khác để chống ẩm thấm nước. Và cái quan trọng nữa là xem khối nguồn, xem cái mạch này nó có chết nguồn không các bạn nhé. Và lắp mình không thể lắp thơi cái trò như này được, là cái anh thiết kế anh lắp này, anh ấy rất là ấy, anh ấy tháo ra, anh ấy cắt một dây AC này ra xong anh đấu vào thôi, không sao anh chích ra thôi, không hề có cầu chì gì, rất nguy hiểm. Mình phải làm có cầu chì tầm khoảng 2 hoặc là 3 thôi, đầu vào 220 để ví dụ như cái biến áp này chập này này thì nó sẽ cháy, nó bảo vệ an toàn, chứ không nó bốc khói nó cháy cả nhà các bạn ạ. May mắn là con này thấy khét nên khách thôi, khách rút, khách không dùng chắc thế, và không thấy có điện nữa. Và do khách dùng là cái máy này là đang có tác dụng là cái máy bù ẩm trong phòng điều hòa, nên nó ẩm thấp rất là nhiều luôn trong này này các bạn ạ. Nên mình không để đây nữa, mình sẽ để lên trên. Bây giờ mình tạm thời mình nối lại hết cái này, lắp lại hoàn thiện này nữa, mình đặt cái phía lên trên nhá. Mình đã đấu lại cái dây ở dưới cho lên 100V lên thẳng lên trên này rồi các bạn nhá. Và bây giờ là mình sẽ kim điện để đo thử xem nó có lỗi nguồn không. Kim qua bóng đèn này thôi nhá. Mình đang có cái nguồn 100V này này, mình ghi vào này, nó kêu tít tít các bạn ạ. Như vậy là đã chạy rồi đấy, không lỗi. Như vậy là 100V vào đây nhá. Và nguồn DC ra bên này xem nào. Đây là 14 ra này, 14V ra này, 15V đấy. Và sau đó nó sẽ hạ ra 5V nuôi mở su nữa đấy các bạn ạ, nào trên con tụ đấy đi chẳng hạn này. Đúng luôn, 5V nha mọi người nhá. Như vậy là nguồn ok. Bây giờ bật thử, ghim trực tiếp nhé, không ghim qua bóng đèn nữa. Bật nó chỉ kêu tít tít thôi. Cái thằng đồ này là khi bị đổ như này là nó không cho chạy đâu. Nó có ấy đấy, nó có cảm biến nhé, cảm biến nhé, cảm biến bị đổ nhé. Bởi vì trong nó có khay nước mà đổ nó không bị không chạy đâu. Nhà mình đang dùng một con của sáp, mình thấy thế, lật như này không ngờ nó chạy. Nên bây giờ mình sẽ tiến hành mình lật nó lên này, và mình sẽ test thử cái biến áp kia xem nó đủ tải chạy không nhá. Để lật ngược lên để test thử xem nó chạy ngon này không đã, sau đó mới độ vào nhá. Chờ mình chốt để bắt đầu mình lấy cái câu cái dây cái kia lại, vừa cắt ra giờ lại câu lại để thử cái biến áp của mình ấy. Cái biến áp này này mọi người này, đây nha, mình sẽ test thử khi bật xem nó có sụt tải không nhá. Thì ghim 220 này, đó nó sẽ chuyển đổi ra thành 100 đây nhá. Và chạy thử, quan trọng là chạy thử xem đủ tải không. Nếu chạy thử tù táp thì là nó không đủ tải nhá. Đang là 109 nhá. 100, 109, ok, mình bắt on này. Cái tay của mình này, on cho chạy này. Đó, chờ quạt chạy nhá, chúng ta sẽ nhìn đồng hồ xem nó có sụt áp không. Đó, gió rất mạnh ra rồi, không hề sụt, vẫn 108 nhá. Nó đang có tải đấy các bạn ạ. Tất nhiên là khi quạt động cơ chạy mạnh nhất thì là nó sẽ sụt nhiều nhất nhá. Như vậy là không sao cả các bạn nhé. Nhưng mà làm nào để cho nó tăng lên được đến 65W này. Nó đang lên được có 13W rồi các bạn ạ. 13W kìa. Đấy, mạnh lên rồi. 18W này, 19W này, 22W, nó tăng từ từ các bạn ạ. Mạnh kinh khủng. Nó chỉ lên được có 30W thôi và sụt xuống có 105. Mình nghĩ là ngon lành nhá.
À, tốc độ mạnh nhất đấy à? Ở đây là tốc độ đây này, không bấm được, cái độ lọc không khí đi, đó. Đây là mạnh nhất này, đó, để xem nó sụt không nhá. Thì nó chỉ có 30W thôi các bạn ạ, chứ không phải là 60W mọi người nhá. Có 38 đấy, đang tăng lên 41 và 4 mấy rồi, đang tăng từ từ. Mình đang để quạt gió mạnh nhất mà. Chả mấy khi khách chạy quạt tốc độ mạnh như này đâu đấy, rít kinh chưa. Lên đến 59-60W thật nhá, bây giờ nó mới đủ tua đấy. Và con này nó sụt xuống còn 100V này, mọi người này. Nhưng mà chả ai khách mở công suất đến nốt lớn lớn này đâu, mà nó đang tăng lên 79-80W rồi, kinh không? Kinh vãi. Ô, lên đến 100W cơ à. Mạnh nhất đấy các bạn ạ. Mạnh nhất này chúng ta sẽ nhìn là tận 96W chứ không phải là 60 mấy watt như nó bảo nhá. Nhưng mà vẫn ok thôi, mình nghĩ là ngon lành. Chả mấy khi mở đến mức mạnh như này đâu mà. Tức là cái quạt này là cái động cơ nó là động cơ DC Inverter. Sau đó khi mới bật bắt đầu nó chạy từ từ mọi người nhá. Tóm lại là con này mình nghĩ ngon lành. Còn cái con này thì nhìn nó còn bé hơn, nó chả to bằng cái này đâu. Bị ẩm thấp, sờ nó rất là ẩm luôn. Nhìn là hơi nước ấy. Nước nó ngấm vào bên trong đã hỏng rồi. Bây giờ bắt đầu chọn vị trí lắp. Chạy ngon lành nhé các bạn. Và mình đang dự tính mình để biến áp ở đây. Mới đầu thì mình định để ở đây này, nhưng nó vướng dây chèn, lắp vào khả năng vẫn được này. Nhưng mà mình đang tính là như này, mình sẽ cho cái mạch điện tử nó đi sang bên kia. Chắc là tới đấy. Đó, đi sang bên này đi, dây này không tới đâu. Chắc là vẫn tới. Sau đó mình lắp ở đây, dây ngắn quá các bạn ạ. Hay là để bên này đi. Để bên này, nhưng mà cái cụm này nhiều quá. Mình đang có ý định mình muốn để nó ở đây này. Nhưng mà cái dây này hơi ngắn nhỉ các bạn nhỉ. Để xem này, lối đi. Để cái bên này sang bên này như này. Không lắp đặt đúng cái biến áp. Để đây đây luôn. Mọi người ạ. Là hợp lý luôn, bây giờ phải độ chế nha, như vậy là cực kỳ khô ráo luôn, không phải ở dưới luôn. Và sẽ lắp thêm cho nó cả một cái cầu chì nha các bạn nhá. À, con này giả sử nhá. Giả sử cái biến áp này bị cháy này, mà điện áp AC vào mà đạt đến 140, 150, 200 chẳng hạn ấy, thì dẫn tới là cái cầu chì này cũng sẽ cháy đấy, bởi vì nó sẽ con ZR nó chập này. Mọi người nhá, phần bảo vệ nó vẫn còn ok mà. Con kia là bị om, sau đó là bị cháy rồi, cháy đứt rồi các bạn ạ. Không có cầu chì nhưng đã là cháy đứt được rồi, rất tốt, rất ok. May nó cháy cháy đất đấy các bạn ạ. Chứ nó cháy om mà nó điện áp cao lên thì nó lại lổ cục trì chập cái này đấy các bạn ạ. Thôi nhá, chờ mình đấu tạo nó vào để xem nó như nào, đấu vào xem như nào, xem nó ngon lành không. Quyết định để đây các bạn ạ. Lấy cái lót này cách nhiệt, cách điện. Chắc nó chả sao đâu nhưng mà mình muốn tính an toàn. Đấy, để đúng như này luôn. Cái này nó vẫn có một khe để lắp cái này, cái dây này là lắp phía trên. Nó lắp vào thôi. Đấy, mình sẽ để đúng như này luôn mọi người ạ. Cái lót kia cho nó cách nhiệt cho mấy cái dây, chắc nó cũng chả thể nóng đến mức cháy cái dây chập cái dây dưới được các bạn ạ. Cái dây dưới này nên có cái lót này như thế các bạn nhá. Có thể nói qua cho mọi người cách đổi điện nó như thế này nhá, cho các bạn nào không hiểu nhá. Thì đây chính là hai, bây giờ là ra hai dây này là dây AC 220 vào đây nhá. Thì một dây này mình sẽ cho đi qua cầu chì 3 để vào điểm này. Ở dây nữa là dây trắng này, là dây com chung chẳng hạn nhá. Nó sẽ đi qua dây đỏ này, như vậy là từ đây đến đây là số vòng dây rất là cao các bạn ạ. Nhưng ở điểm chưa được trích ra điểm giữa, ta lấy điện điện 100 đấy. Thì cái điểm giữa này thì chúng ta đo giữa ở đây và bên này là 110 đi, và thường là quấn đều đấy, và bên này có 110. Thì cái điện đấy chúng ta sẽ thấy là cái điện, cái tóm lại ở đây sẽ là từ 220 được cấp ở đây. Nó là một cái biến áp tự ngẫu mà, là số vòng dây nó quặn sao nó lấy mà ra ở giữa ấy. Nó đi lên đây. Như vậy là chúng ta sẽ thể hiểu ấy là cái điện áp cấp cho cái máy này ấy, nó chính là ở cái dây trắng này, là chính là ở cái đầu này, và cái dây đen này tức là hai cái đoạn ở đây là được 100V, còn đâu đoạn vào là 220 ở đây. Nó thấy rồi, người vừa đổi điện nó họ lắp cái biến áp này cũng y như vậy. Chúng ta sẽ thấy là điểm 0V là điểm trung này, 100V là điểm giữa ra này, rồi 220 đấy chính là 220 cấp vào đây. Sau đó là 100V ra đây là cái dây trung không trung này các bạn ạ. Thế thôi, quấn lại sau đó pop lại được, giữ này là quá ok luôn rồi. Các bạn ạ, nhìn này nó thấp hơn này này, quá ngon luôn. Kê cho ít xốp giếc ở đây, giữ ở đây nữa cho nó
cho nó đỡ bị bập bềnh các bạn ạ. Đang cắm vào 220 nhá. Và ra nguồn ra đây, sau khi đi qua cái biến áp hạ áp kìa. Đó, 108 nhá. Nó vẫn có sai số một chút mà, chứ không phải là cứ là 100 đâu các bạn ạ. 120 cũng chạy. 90V, 80V vẫn chạy. Mình đã lắp hoàn thiện này và cắm điện 220 trực tiếp nhá. Như chúng ta sẽ thấy nhá. Người Nhật họ tính toán thiết kế hay thật đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhìn nhá, khi nó chạy bắt đầu là nó sẽ mở được cái này ra để cho gió nó đi qua cái lưới lọc ấy, cái màng lọc ấy các bạn ạ. Và cái này nó mở ra để nó thoát gió lên này, chúng ta sẽ nhìn này. On nhá. Đó. Chúng ta sẽ nhìn cái này nó mở ra này. Đó, và cái này cũng đang mở ra nhá. Cái motor nó nằm ở đây đấy. Rất là hay luôn. Đấy, nó mở ra thế để nó bắt đầu nó chạy. À, lưng lên rất cao luôn, hết cỡ đấy. À, nó cũng lưng lên hạ xuống à. Mình nghĩ là con này nó lưng lên rồi nó dừng luôn chứ nhỉ. À, nó lên kịch cái xong nó là về đoạn giữa. Cái này nó sẽ nằm in như này này. Cái khe hở này này. Để nó hút gió vào nhá. Nó thổi ra đây nhá. Còn đâu khi tắt thì cái này mình nghĩ cái này nó ấy, còn cái này có thể nó sẽ lật đi lật lại. Chế độ này là chế độ lọc khí nhỉ. Đây. Đây là chế độ lọc khí này. Và cái này là đang ở chế độ tự động này. Mạnh lên hết cỡ đâu. Cái này là cái gì ấy? Tự động gì đây? Khói bụi các thứ. Thấy ghi đây này. Đây là trụ yếu mạnh này, mạnh nữa này, nó sẽ tăng từ từ đấy, công suất nó sẽ tăng lên đấy các bạn ạ. Tăng mạnh hết cỡ này. Đó, bắt đầu nó lên hết cỡ đấy, lên hàng trăm watt luôn đấy, ghê thật đấy. Do đó mà đấy, nếu mà lắp những cái bộ nổ điện mà đúng là 80 này thì không ổn nhá, phải lên đến hàng trăm watt đấy, bởi vì cái tải nặng nhất của nó là đôi khi nói thế mà. Đấy, gió rất mạnh luôn. Như một cái quạt luôn các bạn ạ. Nó vẫn đang tăng dần đấy, cái độ rộng xung cho cái motor vẫn tăng dần đấy. Rồi nó chả tăng nữa, nó chả tăng lên thế này thôi. Vừa nãy cái chế độ nào nó tăng lên cao lắm rồi mọi người. Mình đang test số cái. Chả có chế độ nào tăng lên mạnh như vừa nãy nữa các bạn ạ. Đây là lọc bù ẩm, tức là bù ẩm đây họ sẽ dùng này để cho cái kia nó chạy đấy. Như vậy là đã ok nhá, nguyên nhân con này chắc là nước vào thôi. Mình tắt này chúng ta sẽ thấy cái này nó thu lại nhá. Còn cái này nó cứ lật qua lật lại thôi, nó như là motor túc năng ấy. Tắt này. Hai motor riêng nhá, motor này khác này, còn motor này khác này, chúng ta sẽ ý khi tắt kiểu như cánh vẫy của điều hòa nó sập vào ấy. Chúng ta sẽ nhìn này, đó nó đang khe nó đang sập vào. Ô, nó mắc cái gì không? Đúng, mình đang để chạm ở dưới. Nó mắc các bạn ạ. Như vậy là mình đã xử lý ok nhá. Video kết thúc, chào mọi người.